mấy giờ đánh nữa? 2 giờ. Mấy giờ được? Đón thuốc anh lấy.
Trời. Chính được tiếp tục vào cái vùng ba ba trên bảng số 1 diễn ra giữa. Như vậy trận đấu kết thúc với tỷ số 27-30 nghiêng về cầu thủ Quốc Thích. Xin chào, hẹn gặp lại anh em các video tiếp theo.